5 cách xả stress ngay lập tức từ những mùi hương quen thuộc. Một trong những mẹo vặt hay giúp bạn xả stress hiệu quả ngay lập tức mà lại không hề tốn kém, đó là từ những mùi hương quen thuộc mà chúng ta thường xuyên gặp chúng trong cuộc sống hàng ngày. 1. Phấn em bé. Khi bị stress, ngửi mùi hương từ phấn em bé sẽ giúp bạn cảm thấy bình tĩnh hơn vì nó giúp bạn quay về cảm giác và những kỷ niệm tuổi thơ nơi bạn cảm thấy an toàn và bình yên. 2. Tinh dầu hoa oải hương. Một nghiên cứu cho thấy dầu hoa oải hương giúp tác động trực tiếp tới não bộ, gây cảm giác buồn ngủ, dễ chịu. Bạn có thể ngửi tinh dầu hoa oải hương rồi ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy, chắc chắn bạn sẽ thấy thoải mái tinh thần hơn đấy. 3. Trà hoa cúc. Trà hoa cúc có mùi hương nhẹ nhàng của thảo dược giúp bạn cảm thấy thư thái và cảm giác căng thẳng nguôi dần đi. Thưởng thức một tách trà nóng là một việc làm tích cực giúp bạn xả stress hiệu quả. 4. Xả. Mùi hương của xả giúp tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, vô hình mà người ngửi chúng có thể cảm nhận được. Tinh dầu xả cũng được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm làm đẹp và tạo mùi hương. 5. Hương vani. Hương vani không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái ngay lập tức mà còn giúp bạn dễ ngủ hơn. Khi gặp một vấn đề căng thẳng, chỉ cần ngửi một chút hương vani thoang thoảng, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy.